Ý tưởng của nhóm kiến trúc sư tư vấn thiết kế là tạo ra hệ thống ghế ngồi có bố trí khác biệt, đặt giữa hai ghế một bàn trà. Và thay vì hệ thống ghế ngồi hiện đại, đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng ghế đồng kỵ, sản phẩm từ làng nghề truyền thống của Bắc Ninh. Trên những chiếc ghế có những hình ảnh của những đền anh đền chị quan họ, từ những cái nét tinh xảo, những cái chạm trổ cũng đều rất là mềm mại và rất là tinh tế và thực sự là phù hợp. Giữa dòng ý kiến chê trách, cũng có ý kiến về sự khó phán xử đúng, sai, đẹp, xấu, hợp lý, bất hợp lý của phương án ghế ngồi này thông qua vài bức ảnh trên mạng. Các nghệ sĩ đang công tác tại đây cũng có những ý kiến của mình khi sử dụng thực tế nhiều năm nay. Phong tục của người quan họ ấy, thì là mời nước mời chầu mỗi khi khách đến. Với cái không gian và những cái thiết kế bàn ghế như thế này thì giúp những nghệ sĩ của chúng tôi dễ dàng tiếp cận hơn với khán giả. Không chỉ là những bàn ghế đầu mà có thể tiếp cận với lại khán giả ở những vị trí như ở giữa hội trường hay là cuối hội trường. Bên trong khán phòng nhà hát có 341 ghế gỗ đỏ, 18 ghế to, 323 ghế nhỏ, 176 bàn nhỏ, 9 bàn to, kinh phí đầu tư 6,3 tỷ đồng. Gỗ gõ đỏ nhập từ Nam Phi, nghệ nhân làng nghề đồng kỵ đóng bàn ghế. Theo những người làm nghề mộc ở đồng kỵ, những bộ bàn ghế này được bảo quản, sử dụng trong điều kiện tốt, có độ bền rất cao, có thể sử dụng cả đời người. Cái ghế ngồi để được thiết kế phù hợp, có những cái bàn nhỏ bên cạnh để mỗi khi mà diễn viên chúng tôi mà xuống mời chầu, mời trà khán giả thì khán giả có thể đặt chầu, đặt trà ở cái bàn đó để tiếp tục thưởng thức chương trình của chúng tôi. Bên cạnh công tác diễn phục vụ theo nhiệm vụ được giao, mỗi tháng nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tổ chức diễn miễn phí cho người dân xa gần đến thưởng thức. Đối với người dân chúng tôi thì rất chi là phấn khởi khi nhà hát về đây. Thứ nhất là đây là một nôi quan họ của người làng Diềm. Về vấn đề bàn ghế trong đấy thì tôi rất chi là phấn khích vì là để cho nghệ sĩ trong nhà hát được biểu diễn và bà con vào xem xét là được sạch sẽ, gọn gàng để khích động cái tinh thần cho các ca sĩ, đoàn nghệ sĩ của các tỉnh. Về đây thì tố là có một cái nơi khang trang, sạch sẽ để mọi người rất chi là phấn khởi. Nhà hát về đây làm thì là bây giờ chúng tôi được ngồi chỗ thoáng mát, sạch sẽ mà lại ngồi xem được dễ chịu hơn. Trước tình phải mang cái ghế để ngồi, cao người đứng, người thấp, người ngồi. Hội đồng giám khảo giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023 đánh giá kiến trúc nhà hát sáng tạo, khá ấn tượng, sức biểu cảm sâu sắc, tạo hình lấy cảm hứng từ mái đình truyền thống. Với lớp vỏ bao che hai lớp, dại che bên ngoài có họa tiết từ nón ba tầm. Từ khi đi vào hoạt động, nhà hát thường xuyên tiếp đón du khách, người dân đến nghe và tìm hiểu về quan họ Bắc Ninh.